Chương trình này được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Long factory 714 444 9999 đừng bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV à uh, trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay ngày à uh chủ nhật ngày đại 4, ngày lễ độc lập thưa quý vị à, và kính thưa quý vị trong những cái bản tin vui trong ngày hôm nay thì um, thật sự đã đáng lẽ ngày hôm nay thì Lê Thái và nhiều người chỉ đưa đến những quý vị những cái thông tin vui thôi nhưng mà tại vì trong mấy ngày vừa qua có một cái tin buồn ở Hoa Kỳ của chúng ta là ngay tiểu bang Florida nó đã bị sập một cái chung cư thưa quý vị một cái chung cư cao tầng rất là lớn và nó bị sập hoàn toàn luôn À, một phần một phần nửa của bên cái chung cư nó đã bị sập hoàn toàn và hiện nay thì vẫn còn 145 người đang bị mắc kẹt trong đó và hiện nay thì uh, hơn 18 người hơn 18 người thi thể đã được uh, lấy ra rồi mà chúng ta không biết là những cái người mà đang ở trong cái đóng đổ nát đó cái còn được tiếp tục hay không. Mà lý do tại sao Lê Thái nó nhắc đến cái thông tin này chúng ta trong cái ngày lễ độc lập chúng ta cũng dành một cái lời cầu nguyện cho những cái nạn nhân xấu số cũng như chúng ta cũng cầu nguyện cho uh, tiểu bang Florida là nơi phải hứng chịu một cái tai nạn uh, rất là thảm khốc mà chúng rất là bất ngờ thưa quý vị à, và trong ngày thứ năm vừa qua thì tổng thống Joe Biden cũng đã ghé thăm à, của tiểu tỉ, à, bang này và ghé thăm nói chuyện với những người lính cứu hỏa cũng như là những người trong cái cơ quan à, thực thi pháp luật cũng như là những người à, có người thân nhân của người nhà mà đang bị nằm trong cái đống đổ nát đó rất là đau khổ và vừa qua thì à, tổng thống Joe Biden cũng có chuyến ghé thăm và sau khi đến nơi thì ông Joe Biden và phu nhân là Jill Biden cũng nhận được một cái cuộc họp chỉ huy từ thống đốc của bang Florida là ông Ron DeSantis, trưởng quận Miami Dade và cho biết rằng là tiểu bang này phải gánh một những cái chi phí rất là nặng nề trong cái vụ đổ vừa rồi nhưng mà tổng thống Joe Biden cũng nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ giúp và hỗ trợ tất cả các nạn nhân cũng như là cái những cái chính quyền địa phương nơi cái nơi cái thành phố này ở trong Florida để mà có một phần nào đó hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân cũng như là các cơ quan, cơ, cơ quan về chữa cháy, về cứu hỏa, về cứu hộ để người ta có cái thời gian và có thêm cái động lực để người ta làm. Có khi là nước Mỹ không phải là chúng ta à, tiểu bang nào đó là tự trị một cái mình tiểu bang đó là cái đất nước không có quan tâm nhưng riêng là tổng thống đến tận nơi để mà quan tâm đến những người dân đang nằm trong cái đống đổ nát đó và đây là những cái tin rất là buồn mà Lê Thái cũng muốn gửi đến quý vị trong chương trình bởi vì à, chúng ta đôi lúc trong cuộc sống có những điều mà chúng ta rất là vui nhưng Đôi, bên cạnh đó có những điều mà tai nạn ập đến rất là bất ngờ và chúng yeah. ta không hề nào chúng ta biết được. Và thành ra là trong cái ngày hôm nay cũng là ngày lễ độc lập Lê thái cũng muốn là à, tất cả chúng ta cũng cầu nguyện cho những cái nạn nhân xấu số đó và chúng ta cũng dành một cái lời chia buồn đến những cái người mà đã bị mất mát người thân trong cái đống đổ nát đó. Oh. Và có một cái tin rất là buồn là trong cái đống đổ nát đó có một cái gia đình mà vừa rồi là người bố là được lấy cái thi thể ra rồi mm. mà riêng là cái hai em nhỏ đó một em 7 tuổi với em một em 10 tuổi cũng mới vừa lấy ra thi thể cùng với là người mẹ luôn có nghĩa là tất cả một cái nạn nhân trong một cái gia đình đó đều bị thiệt mạng trong cái đống đổ nát ở Florida đó thành ra chúng ta thấy còn nhiều cái sinh mạng nữa nằm trong đó mà không biết là khi nào thì giới chức uh, thẩm quyền cũng như là chức trách nhà chức trách mới mới hoàn thành xong cái vấn đề mà uh, cứu hộ cũng như là dỡ bỏ những cái đống đổ nát đó lên bởi vì hiện nay thì cái phần đất móng đó nó bị mềm quá uh -huh. thành ra là người ta bị ngưng lại ngưng chạy lại hết từ 2 giờ sáng của ngày thứ năm vừa qua bởi vì cái nền móng và rất rất là yếu và cũng như là những cái người cứu hộ bên đón người ta nghe được những cái tiếng rắc rắc cũng như là những cái âm thanh có nghĩa là những cái chân dư chấn những cái chấn động nhẹ nhẹ wow. ở cái tòa nhà đó thành ra người ta phải ngưng lại hết mọi cái việc tìm kiếm cứu hộ và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra những cái nạn nhân còn sống sót trong cái vụ này đúng không chị Như? Dạ, Nhi với Lê Thái cũng cầu nguyện cho những cái nạn nhân đó và hy vọng người ta sẽ sống sót có một số người sống sót và không xảy ra những cái tai nạn mà rất là đau buồn như vậy nữa và bên cạnh đó quý vị cũng biết ở trên Amazon hiện tại cái loại sách mà được bán rất là đắt đỏ và chạy nhất đó là cái sách tên là Ice Planet Barbarians dịch ra tiếng Việt là những kẻ mang mang rợ của hành tinh băng nghe thì rất là hấp dẫn và nghe rất là ghê là những kẻ mang rợ của hành tinh băng thưa quý vị nhưng mà đây là một cái loại, chuyện rất là mới được đưa ra loại phim lãng mạn nhưng mà khoa học viễn tưởng thưa quý vị cái phim này nhìn thì nghe kẻ mang tưởng là giết chết chóc đồ nhưng mà không có đâu thưa quý vị phim rất là cái loại phim và cũng là một cái câu chuyện rất là hay đó là nó ghi lại một nhóm phụ nữ bị mắc kẹt ở trên một hành tinh băng và cùng với những cái hành tinh, những người mà sống trên hành tinh đó là blue, tức là màu xanh như quý vị cũng thấy ở trên màn hình. Hình dạng họ rất là xấu xí và mang rợ nhưng đã uh, rất là, nhưng mà cái tấm lòng họ rất là tốt và cuối cùng đã fall in love, tức là love, uh, xảy ra những cái tình yêu giữa những một nhóm phụ nữ này và những người ở trên hành tinh. Và những điều xảy ra ở trên hành tinh rất là... À, thú vị thưa quý vị mà như không nói ở đây thì quý vị muốn nào muốn thì đi lên trên Amazon và mua và đem về đọc hoặc là quay phim rất là hay Và đây là cái câu chuyện tác giả của những cái uh, cuốn sách này gọi là Ruby Dixon Cô ta quan tâm đến công việc kinh doanh của mình rất là nhiều và gần đây cô ta rất là kinh ngạc và rất là vui vì cái, cái số doanh doanh thu cái số sách mà cô ta đã bán được ở trên amazon uh, rất là nhiều từ vì cái câu chuyện thường thường là khoa học viễn tưởng nó rất là chán và có đôi lúc nó cũng rất là u tối nhưng mà cô ta đã lòng vào tình yêu và cái sự lãng mạn của cái câu chuyện chính vì vậy làm cho những cái giới trẻ thích hơn rất là nhiều và Ruby Dixon đã viết cái câu những cái cuốn tiểu thuyết trong một năm như vậy là 150 cuốn sách và nó có rất là nhiều tập thư quý vị và kể từ năm 2003 cô ta đã cố gắng viết những cái quyển sách khoảng từ 4.000 cho tới 6.000 từ trong một ngày thưa quý vị Và cô ta viết rất là nhiều cuốn sách Và cô ta cũng nói rằng những cái cuốn sách này Là những kẻ mang rợ trên hành tinh Là nó có mang nhiều cái tính cách Rất là khác nhau Với cái lý do đơn giản Là ngoài hành tinh Những cái con người mặc dù là xấu xí Cái, cái body của họ Cái physical của họ rất là xấu xí Không có đẹp đẽ gì Nhưng ở bên trong rất là lãng mạn Rất là uh, tốt Và cái tình yêu của họ cho những người phụ nữ này nè, on condition có nghĩa là vô điều kiện. Vì cô ta cũng đã nói rằng rốt cuộc cái cuộc sống của mình rất là khó khăn và cái tình yêu để đi kiếm một cái tình yêu rất là khó thưa quý vị. Và có ai kiếm được cái tình yêu mà perfect đâu, mặc dù đi về thì cũng có những xảy ra mà cái tình yêu nào nó cũng có điều kiện hết. Chính vì cô ta không tin vào cái tình yêu nó có thật sự ở trên loài người nên cô ta muốn viết một cái câu chuyện mà những người này là những người alien sống rất là xa cái cơ thể rất là xấu xí cái body rất là xấu xí nhưng mà thốt ra những cái lời là yêu những người phụ nữ này unconditional là yêu vô điều kiện không cần là phải đòi hỏi tới bất cả vấn đề vấn đề gì hết thì đây là một cái câu chuyện lãng mạn nó mang một cái tính cách rất là khác so với những cái cốt truyện khác chính vì vậy đã mang thu hút người đọc rất là nhiều. Ờ vào em một cái người mà viết văn hay một cái người viết truyện truyền em khi mà nhắc đến cái bản tin của chị Như Huyền thì em phải để những cái người đó bởi vì khi mà người ta viết một cái tập truyện cái thứ của việc cái trí cái tưởng tượng của ta rất là khủng khiếp Đi mà, mà xa. người ta <laughs> mà nó phải nó phải kết nối với nhau nha có nghĩa ừ. là thí dụ mà cái cái chuyện của chúng ta nhiều tập thì nó phải logic từ cái cái tập 1 cho đến cái tập tiếp theo. Có nghĩa là khi mà có phần đầu, phần giữa, nội dung và phần kết thúc và tất cả một cái nó đều phải hòa trộn lại với nhau và nó phải là cái nội dung nó rất là sâu sắc ừ. thì cái chuyện đó người ta mới coi. Còn nếu một cái câu chuyện một cái câu chuyện tình cảm, một cái bất kỳ một cái câu chuyện nào đó, một cái tiểu thuyết nào đó, một cái nội dung kịch bản nào đó mà chúng ta ghi lên mà nó không có một cái logic đó, một cái phần từ đầu đến cuối này nọ nó nó ăn xem với nhau thì ừ. rất là nhiều người ta bỏ bỏ cuộc trần với những chá. cái tiểu thuyết đó. Và em đã từng đọc rất là nhiều tiểu thuyết thuyết trong đó có tiểu thuyết kinh giao. Hồi đó là có mẹ em đọc tiểu thuyết của quỳnh đó, giao thưa quý vị dạ nhưng mà ăn. đọc một thời gian thì thấy nó ướt át quá thì thật là em cũng cũng không có không, không đọc rồi nào là dòng sông ly biệt là những cái tập tiểu thuyết đó mà mẹ lê thấy hay coi lắm mà em lâu lâu em lén em coi mà thật sự là cũng lén coi hồi nhỏ bị cấm coi bị bị cấm coi tại vì mấy cái tiểu thuyết đó Toàn là những cái tiểu thuyết người mà lớn. lãng mạn của người lớn không mà yeah. ờ, rồi mình thí dụ mà mình thấy mà nhiều khi mẹ ngồi mẹ đọc là mẹ khóc này nọ nữa <laughs> rồi nhắc đến cái chuyện mà tiểu thuyết là ừ. những cái phim ảnh mà ừ. đưa ra giống như một bộ phim xóm vắng hồi xưa bộ phim của đại Tôi và nói cũng khiếp <laughs> luôn thưa quý vị có 10 cuốn băng video thôi mà mẹ Lê Thái coi hả mà khóc từ tập từ cuốn đầu cho à... đến cuốn cuối khóc bộ lưu bộ loa khóc mà khóc khủng khiếp lắm kìa có nghĩa là cái những cái bộ phim đó nó lấy nước mắt của rất là nhiều người và khi mà chúng ta khi mà em ngồi đó em coi mẹ em khóc ủi sao cái phim này rồi sao mẹ ngồi mẹ khóc khóc như vậy bởi vì cái lứa tuổi của chúng ta chúng ta chưa cảm nhận được cái cái, yeah. cái kịch bản của nội dung của bộ phim hay là những cái kịch bản của những nhà viết văn viết kịch mà khi mà chúng ta là có những cái hoàn cảnh bên trong đó rồi chúng ta có những cái góc khuất mà chúng ta có thể là chúng ta làm một cái sau. nhân vật ở trong cái câu chuyện đó thì tự tự nhiên cái câu chuyện đó cái tiểu thuyết đó nó cuốn hút chúng ta cực kỳ trong chuyện như vậy. Yeah, dạ. Câu chuyện là hay. Yeah. Dạ vâng. Và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc uh, cà phê sáng cuối tuần uh, phần này của chúng tôi và quý vị giữ quan hệ chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.